Chủ nhật an lành, xin chào các bạn. Trời ơi, thời tiết nay quá tốt, không khí thì khá sạch sẽ. Mình sáng đi bộ rồi cho nên bây giờ là đang trưa, mình tính ra chợ mua một cái steak đằng tối nay. Mình có khoai tây rồi mà thiếu sữa, thiếu mấy nước uống cho con. Chạy ra chợ mua chút đỉnh rồi cái thừa cơ hội mua vài lon bia. Tối nay có trận đội nhà chơi với đội ở bên Philadelphia là East and West. Hai đội này thì cũng không có ghét nhau lắm nhưng mà hai đội khá hay cho nên họ sắp hạn đợi buổi tối là chỉ có một game thôi, có một chiếu một rất nhiều người ta coi TV. Ví dụ như ban sáng nó có 5-6 trận chơi lận cho nên chỉ có những cái địa phương mới coi được game của địa phương. Chứ còn mình muốn coi game khác mình phải trả thêm tiền phải không? Còn cái game Monday Night, Sunday Night, Thursday Night á là nó chiếu vào một cái đài National TV á cho nên người ta trả nước Mỹ coi hết được luôn. Cũng vui, có cái gì giải trí một chút. Mặc dù bây giờ có bốn đội đang bị trục trặc, bị cái bệnh coronavirus, họ phải ngưng lại. Mình thấy gì không không bằng cầu thủ bị bệnh thì cũng giống như bị thương ha. Anyway, cái đó là cái thú vui bây giờ. Mùa hôm nếu như mà không có bị cháy rừng á, là thời tiết lúc này rất là tốt. Từ đây cho đến maybe cuối tháng 10, đầu tháng 11 bắt đầu nó lạnh lạnh trở lại. Ban đêm như nhớ hồi đó mà dẫn tụi nhỏ đi xin kẹo bữa Halloween á, tức là 31 tây tháng 10 á, thì lạnh, tối lạnh lắm, không có mặc, phải mặc áo lạnh cho tụi nó. Bởi vì nhiều khi mặc cái đồ hóa trang đẹp xong cái bắt nó mặc áo lạnh vô cái nó che lại nó không chịu. Mà không có mặc áo lạnh là điên hơi là tụi nó sổ mũi. Nói chứ cũng dẫn tụi nó đi cho chừng 5-6-7 nhà cho có tượng trưng à, chứ còn không có dám đi nhiều. Có cái lúc mình hồi mới qua Mỹ tới cười lắm. Mình cũng lớn cái đầu rồi, đâu có còn trẻ để xin kẹo nữa. Cũng như 15-16 tuổi, 16 tuổi. Cái đâu có biết Halloween là gì đâu, và chị dâu nói để đâu hóa trang cho rồi mày đi kiếm kẹo về ăn. Cái lấy cái ra trắng á chùm cái đầu lại làm là con ma. Đi hóa trang không giống ai á. Cũng cầm đi cầm cái túi ni lông rồi cái đi tới gõ nó dạy nè trick or treat, ok, gõ cửa cọc 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 xong là cái hỏi trick or treat xong là người ta tự nhiên người ta cho kẹo mày. Đi đi một hai nhà có cái nhà bà già Mỹ từ đây nha, hỏi how old are you, I'm 13. You look much older. Nhìn thì nó lớn hơn 13 tuổi. Xin vợ cho một bịch kẹo. Trời ơi, bữa đó là tại lần đầu tiên thấy kẹo đã quá. Đi cho tới tối luôn, đi tới 10 giờ luôn, 10 giờ mấy luôn. Tới người ta tắt đèn hết trơn, người ta thôi đi về, họ đích thôi. Mà lúc đó qua thì đâu có bệnh hoạn gì đâu, còn trẻ mà ăn kẹo quá trời kẹo. Lựa ra cái kẹo ngon, kẹo sô-cô-la là ngon nhất ha. Rồi ba cái kẹo gọi là candy corn là dở nhất á. Rồi mấy cái kẹo gì đó giống ẹt rồi. Còn có nhiều bà để một cái rổ tiền xu á, kêu một đứa lấy, cứ đứa lấy mấy xu thôi, không thay gì cho kẹo lấy mấy tiền xu để ngoài, mắc cười lắm. Thì cũng có nhiều người làm biếng để nguyên rổ kẹo á, rồi cái để là chỉ là lấy hai cục thôi, ví dụ vậy đó, để cái bảng này đó, cái đứa tham thì hốt cả đống bỏ vô. Mình chỉ đi có một lần trick or treat có một lần đó thôi, lần sau là mắc cỡ đâu dám đi nữa. Cũng
vui nghĩ lại. Thời tiết này quá đẹp luôn, không có khói lại, quá đẹp. Buổi sáng có lạnh lạnh chút, chưa có trời sáng. Bây giờ thì mặt trời mọc lên cao, có football coi. Bây giờ phải kiếm bia thôi, kể uống vài lon. Mùa thu chuyển vào mùa thu nó thích thích, rồi từ mùa thu cái vào mùa đông cái không có chuyển, cũng như không có giống chuyển tại vì nó lạnh rồi. Mà từ mùa đông mà chuyển sang mùa xuân thì mình cũng thích, nó từ lạnh quá cái trở nên ấm áp lại, thấy khoái khoái. Ok, đến nơi rồi, chạy vô lấy đồ chút xíu rồi. Vậy. Lúc về mình để cam ra ngoài cho các bạn nhìn thấy thời tiết nó đẹp cỡ nào nha. Đây, khu chợ này giờ sao nhiều người vô gia cư đứng nhiều cổ quá vậy? Ôi cha, sao xe đậu nguyên một bãi đông đúc quá vậy? Chắc trong chợ đông lắm rồi. Ok, mình tạm chào các bạn nha. What a beautiful day. Bạn thấy không? Trời xanh lơ lơ, không mây, nhiệt độ ấm áp. Người đứng giữa đường. Chiếc chạy xe đạp chạy lăng tăng lên tinh vậy ta. Trong góc này là có homeless, mấy người không có vô gia cư kiếm trong góc á. Ở dưới đó là cái gầm của cái freeway. Vô trong đó chắc hôi thối lắm. Khổ một cái họ sống ở đó họ không có nhà vệ sinh, cho nên họ phải cứ bắt buộc họ đi vệ sinh. Ê, wow, nhìn xa xa cũng còn có cái gọi là hazy, là nó có một làn khói mỏng, chắc từ xe hoặc là cộng với lại những cái theo thông báo thì bảo là không khí cũng khá dơ, chứ mà không phải nói là cũng như là chưa có phải là healthy, không phải là sạch sẽ, nhưng mà tạm được, không đến nỗi như là mấy bữa trước mà mình ra là mình ngửi cái mùi khói là thấy khó chịu rồi. Những người nào mà bị bệnh xuyễn á là cũng khổ lắm á. Mình đi bộ mình lâu lâu mình cũng hít thở dữ lắm, được bà con cũng nói đi đâu mà thở như heo vậy. Nhưng mà khi mình đi như vậy mình hít thở nhiều quá mà bao không khí dơ thật chết. Bởi như nhiều người miệng ác độc thiệt á, mình đi mình muốn làm vlog để mình tiện lợi một công hai chuyện vậy đó, mà nhiều khi mình ngồi chỗ mình nói thì mình không có tập thể dục được, mình muốn đi vừa nói như vậy thì có lúc thì hơi mệt thì thở hổn hển lại bị, cho nên nhiều cái lúc mình cũng chú ý thấy mình thở nhiều quá nên thôi không có nói, còn đến lúc khi nào mà lâu lâu cũng quên. Đời là thế đó, làm YouTube mà bị chửi thì ra chịu thôi. Nào, người nào không thích thì mình cúp. Như hôm qua mình nói ôi sáng chứ, sáng này mình làm một cái vlog rồi. Định coi có con gà lôi bán trong chợ nào mà nhỏ nhỏ thôi, tại vì mình không có ăn hết đâu, mà làm một con to chắc ăn mấy cả tuần luôn á. Lại đến mỗi con khoảng chừng 10 pound chắc không có đâu. Có thể mua gọi là nó mua cái ức á. Nó cắt con gà lôi ra chừa nguyên cái không phải cắt làm hai mà nó cắt làm tư hay sao á. Ừ dạ, tư. Thì
nó có, nó cắt cái đùi ra nó bán, rồi nó cắt cánh đùi cổ cán riêng, rồi nó cắt cái ức bán riêng. Nhưng mà cái đó thì mình không thích cái miếng thịt đó, mình thích nghe cái đùi với lại cái cánh đồ riêng nó ngon ngon. Ôi mà nói thật ra làm cho vui chứ ăn không có ngon đâu. Đi ra ngoài cái chỗ vịt quay đó mình đặt á, trong nó còn có cái mùi vịt quay đó, cũng ăn cũng đỡ chút xíu. Nhưng mà nó không có mỡ béo như cái con vịt đó, con vịt quay nó có mỡ mà nó mềm, ăn nó ngon hơn nhiều. Còn cái con gà lôi nó khô khan lắm. Mà nếu như mình đặt ở chỗ làm vịt quay á thì cũng có cái mùi ở ngoài cái da nó đó, thì cũng đến nỗi tệ lắm. Chứ lại mình làm cái sauce nào cho nó ngon ngon đó. Chấm. Nhìn lên núi thấy rõ ràng như vậy nó mới đẹp. Bữa khói che hết của người ta. Nãy vô tính mua vài lon bia mà thấy bia lẻ tẻ bán mắc quá trời. Một cái lon bia nó đợi 3 đồng, 4 đồng, bia rẻ nhất là 3 đồng. Thôi mua nguyên lại một thùng thì có 11 đồng. Để dành nó uống. Nhìn lên trên đồi thấy sạch sẽ, rồi thấy có tự nhiên tâm thần sảng khoái, vui vẻ. Trời âm u mà nó mịt mù, tự nhiên nó ảnh hưởng tới cái tâm trạng. Có nhiều người nói tâm trạng anh lúc nào cũng đen tối hết, buồn rầu, nên nó có chi cũng buồn rầu. Làm sao cũng bị rủa. Đây, mình chạy về tới cái khúc đường đó, về tới nhà rồi. Thôi mình xin chào các bạn nha. Cái này là một cái vlog nhỏ nhỏ, tại vì sáng mình làm rồi, bây giờ chỉ có đi chợ không biết làm gì. Cắn theo nói tào lao mía lao chơi cho vui. Mình chúc các bạn đầu tuần vui vẻ nha, hăng hái, có năng lượng, năng lực hái tiền ra như lá hả. Anyway, thôi mình nói vậy không. Mình chào các bạn và bye bye.